Wow, cả nhà thân mến, hiện tại A Páo đang có mặt ở tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Hôm nay có một người chị của A Páo là chị ấy làm bên du lịch, nhà hàng, khách sạn. Chị ấy có mời A Páo về nhà chơi, nhưng nhà chị ấy ở phường Quang Trung. Và bây giờ A Páo sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm đi vào nhà chị Phượng ớt. Đấy. Không biết là chị ăn ớt nhiều hay sao mà tự nhiên là tên Phượng ớt. À, vâng, cả nhà đi theo. Ôi, cả nhà đây này. Đây rất nhiều bưởi này. Đấy, rất nhiều bưởi này. Cái bưởi này rất sai quả nhé, rất nhiều quả luôn. Đấy. Ở đây thì nhà hàng rất là rộng. Đây cảm giác như không phải nhà hàng. Đây là gia đình. Có vườn rất là rộng này. Chị Phượng ơi. Chị Phượng. Ôi rồi 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 đây mù xe xe mù xe xe mù xe xe lo xe xe đấy chị Phương đây rồi, cán bộ chào cán bộ nhé. Vào À, nước chị ơi, nhà chị sao rộng thế, đây có phải nhà hàng đâu? đây nhà chị mà À, nhà hàng chị mà rộng thế này. đây là nhà hàng của ớt. À, rồi 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 đây cả nhà, nhà hàng chị Phương ớt mà chị hay ăn ớt là sao lại lại tên là Phương ớt như thế này. Đây cả nhà này, đây 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 chữ Phương ớt đây rồi. Nhà hàng Phượng ớt. À, lạ nhỉ, cả nhà xem, cả nhà xem nhà hàng đẹp như này mà còn đặt tên là Phượng ớt. Đấy. Nhà hàng Phượng ớt. Đấy. Wow, không gian này mênh mông này. Đấy, mênh mông đấy. Ở đây còn có cả có cả nhiều chiếc nón được treo lủng lẳng. À, chị ơi, nón này treo để làm gì đấy? Chị ra đây xem nào, bà chủ phường ớt sao này, đi ăn ớt nhiều sao? Đây 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 là chị Phượng ớt, chị làm nhà hàng ở tổ 7 phường Quang Trung thành phố Hà Giang. Không gian của nhà chị rất là mộc mạc, rất là thân thiện này. Đấy, Nón bài thơ đấy ạ. có nhiều nón bài thơ. Đây là của cái viên À, này. chị hay làm thơ à, sao lại treo nhiều nón như thế này? Yêu quê hương Việt Nam. Đấy em ơi, cái mình ở đây đây nhiều nhiều nón như thế này đó. Đấy, thế chị ra đây chị xem này. Chị tại sao chị treo nhiều nón như này để làm gì? Để cho mục đích là để mọi người có nón lá Việt Nam với cả mọi người chụp ảnh cho nó đẹp. À, rồi. Thế không phải là nón lá bài thơ, đi đây là nón bài thơ Nón bài thơ. mà. Nhà chị biết làm thơ không? Thế Yeah. thế là A Páo phải hát trước nón bài thơ cho chị à? Đúng rồi, ta báo hát luôn đi. Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương, lượp vào đây trăm mến ngàn thương. Ra đây số hòa rồi. Nón bài thơ, em đội nón bài thơ, đi đón ngày hội mới, nước non ta nay một dải, vẹn tròn như chiếc nón bài thơ. Sao người cứng cứng như thế này? Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ, gửi cho em dòng sông cửa bể, cả vầng trăng và cả trời xanh. Nước dưới sông có khi đầy khi cạn. Ồ, nước dưới ao, quên. Nước dưới ao có khi đầy khi cạn. Cả nhà ơi, nước dưới ao, cá dưới ao thì đúng hơn này. Đây, cả nhà xem này, cá dưới ao này. Đây, cá dưới ao này, đây, cá này. Cá đang 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 bơi ở đây. Cá dưới ao có khi nhiều, nhiều khi ít đi nhỉ. Rồi cá dưới ao, nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời khi tỏ khi mờ, tình đôi ta từ bấy đến giờ vẫn tròn như chiếc nón. Ủa, chỗ này đẹp thế, chị ra ngồi đây xem nào. Rồi sao cứ xấu hổ thế nhỉ? Vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em. Ủa, chị như sao lại tự nhiên hát là em? Ô, em cho anh này. Anh tặng em rồi. Anh ngồi đây chơi Rồi. rồi 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 anh ngồi đây rồi. Ôi, chị chạy đâu rồi?
anh ngồi đây. Rồi, đây đây chị vào đi rồi. Anh vào đây. À. Cả nhà xấu hổ rồi. Thế bây giờ áp áo mời cả nhà đi trải nghiệm ở trong. Chắc chị xấu hổ không dám lên hình cả nhà. Chào cán bộ nha. Cán bộ đi đâu đây? Có một chiếc áo nho nhỏ xinh xinh khoảng tầm 3 mét thôi cả nhà. Áo 3 mét mà đầy cá như thế này. Đây cả nhà xem. Rồi. Đấy đấy, cá này. Rất nhiều cá luôn. Cá này thì chắc chắn tí nữa hỏi chị đấy có bắt lên để thịt không? Nhiều này. Đấy 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 đấy. Úi giời, từng đàn từng đàn. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đấy, bà chủ cho cá ăn này. Đấy. Chị ơi, chị cho cá ăn như thế này tí nữa thì cho người ăn cá đi. Đây bắt cá nướng luôn đấy. Có cả xanh đỏ tím vàng đây, đây, ở dưới này. Đấy, cá chép nhá, cá chép vàng nhá. Đây. À, cá gì? Cá coi à? À cá coi à? À. Có về vua cá coi không? À còn có cả cá coi nữa. Cá coi có nghĩa là coi là xem đúng không? À cá xem. Đấy, rất là nhiều cá luôn. Cả nhà đi sang theo áp áo sang bên này. Đấy. Phía bên này là có một bờ ao cũng rất là tốt. Ở đây đây, phía bên này có cá rất to này. Đây đây, cả nhà này xem. Cá to đây này. Cá to đấy. Cực kỳ thôi, con này khoảng tầm 4 đến 5 cân này. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đấy, cá bỗng. Đấy. Và phía bên này nữa. Đây, cả nhà đi theo áp áo nào. Vào đây chắc là thích ăn cá thôi. Đấy. Đây đây đây, phía bên này. Phía bên này rất là rộng mênh mông. Ở trong nhà chị Phượng ớt, nhà hàng Phượng ớt là có ba cái ao. Đây, ở đây toàn cá bỗng này, to này. Nguồn nước là từ ở trên đỉnh núi rất là cao đấy, nguồn nước từ trên đỉnh núi rất là cao đổ về này đấy, tự nhiên nhá. Mà đây cá này đấy, cá rất to nhá. Đấy, từng đàn từng đàn. Ở đây khoảng tầm 15 con cá khoảng tầm 4 cân. Đấy, rất to luôn. À, phía bên này có một cái ao nữa. Đấy, bên này, cả nhà xem. À, đây rút là lên à. Đấy, cả nhà, đây. Một ao đây nữa này. Đấy. Mà ở Hà Giang sao nhà chị ấy nhiều ao thế nhỉ? Chắc là đào đất để bán đất. Cả nhà, chắc là chị ấy bán đất, đào đất lên để bán đất. À, ô, anh là nhà ở đây. À, anh trai của chị Phượng à? Đúng rồi. À, cả nhà ơi, cho mà anh tên gì? Anh tên là Vương. Anh Vương. À, anh có mấy tháng thôi? Anh 3 tháng. À, 3 tháng, đây là 8 tháng chứ sao lại 3 tháng được? Nhưng mà anh rất thích chú hát cái bài Người Vùng Cao Là Thế. À, xuống chợ ăn tháng cô, xuống chợ uống rượu ngô, uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khèn vút lên cao, nào hay là đây, trời đất cuồng quay, bát này lại bát nữa, bát nữa lại bát này, uống để thương để như anh ngồi xuống rồi, rồi. Từ từ đấy, từ từ, đỡ như đỡ bà đẻ. Ôi Giang ơi, tự nhiên anh em mình kiểu như phim ấy nhỉ, người cứ lắc lư. Bây giờ anh quay đầu kia phải quay lại chứ, giờ anh phải quay lại, quay cái mẹt của anh với em như đấy. Cả nhà đi quay video là quay ở đầu kia thôi, không liên quan gì cả. Rồi, cái mình là sang bên kia đấy, à, mùa sai, từ từ đấy, đấy rồi. Anh từ từ bình tĩnh nhé. Okay. Rồi. Anh cứ ngồi im để em set up góc đấy. Rồi, đấy yên tâm. Rồi nhá. Đây rồi. Anh ơi, tự nhiên anh em mình ngồi gần cạnh nhau như thế này thì có yêu nhau như kiểu yêu nhau nhỉ? Quý nhau. À quý nhau. Đây đây, cả nhà hôm nay A Páo được gặp anh đấy. Anh đấy có thể nói là dáng đi uyển chuyển rung rinh đất. À, đây 8 tháng rồi cả nhà, sắp vào bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ bảo là em đẻ được chưa. Rồi anh vẫn đi kiểm tra định kỳ chứ mà. À, thế bây giờ A Páo hát dở cái bài Người Vùng Cao Là Thế, anh đấy rất là thích em với anh hát nhá, cho nó tình cảm nhá. Anh bật nhá. Không, ngồi đây hát mộc mạc. Đây anh có bầu rồi đây. Bầu đây.
Cả nhà hát lại cho anh đây nghe. Hát. Xuống chợ ăn thang cô. Nhanh nhanh em con, cũng có xe nó đến là em chạy đấy. Nhanh nhanh, anh ngồi bụng có bầu này người hát người ta mới nghe chứ. Sao em thổi sáo thì anh ngồi hay không ngồi việc của anh. Xuống chợ ăn thang cô. Xuống chợ uống rượu ngô. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khèn vút lên con. Anh hát đi, nào hay là đời. Trời đất cuồng quay. Bát này lại bát nữa. Bát nữa lại bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóc vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Hầu chơ. Hầu chơ là uống rượu thôi. Đây là rượu, không có, cứ uống để giả vờ, để kiểu như là anh đỡ theo anh ạ. Hôm nay anh cũng phê. Đấy, nhà hàng Phượng ớt ở tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đấy, không gian rất rộng, mênh mông bát ngát luôn. Rồi, Áp Áo xin phép được khép lại video đây. Anh ơi, em với anh lên bắt tay một cái để anh em mình, hay anh em mình thử vật tay nhau nhỉ. Nhìn anh xuống tấn này khỏe này. Ui, anh vừa ra viện xong. Ôi, vừa ra viện xong à? Ôi rồi, vật anh ấy ngã ngửa ra thì không sao rồi. Rồi. À, anh phải ấn quay thì anh mới có như rồi. Vẫn đang quay mà. Anh lại ấn tắt mất rồi, rồi đấy. Ơi, cả nhà thân mến, Áp Áo xin phép được khép lại video đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Ai mà trải nghiệm về ai mà về thành phố Hà Giang thì có thể trải nghiệm ở nhà hàng Phường ớt, nhà hàng ở tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Mù sai sai lò sai sai, chào cả nhà nào. Mù sai sai lò sai sai. Mù say say lò say say, hầu chứa hầu mè mè. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mè mè. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa xám. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh.